Kính thưa cả nhà, kênh Hoa Lan Thiện Phượng đang về một lô hồng cánh sen size trung. Giá là nhà em bán theo combo 2 cây, khoảng từ 600k đến 900k một đôi. Combo là bao ship. Cây thì từ 5 đến 7 cặp lá. Hoa thì vòi hoa là từ 2 cho đến 4, 5 vòi hoa nhé. Cây size bé, size trung thôi nhưng mà là rất nhiều cặp hoa, rất nhiều cặp lá và nhiều hoa. Để đa dạng về siêu tầm để chơi Tết, để phục vụ cho nhiều tầng lớp. Các bác là tầm tiền, tức là cho những người mới tập chơi. Thì nhà em siêu tầm đa dạng cây, đa dạng về giá tiền, nhiều size. Thì tối mai là ngày 28, tối ngày 28 tháng 12 là hàng em sẽ chia sẻ bán cho cả nhà nhé. Đấy, cây là từ 5 cho đến 7 cặp lá, chuẩn màu hồng cánh sen cho cả nhà sưu tầm nhé. Các bác có nhu cầu thì liên hệ hotline là 0978 379 479. Kênh Hoa Lan Thiện Phượng, nhà em chuyên Đai Châu, Linh Xuân, Ngọc Điểm nhé. Kính chúc cả nhà một ngày tràn đầy năng lượng, hạnh phúc. Cả nhà ủng hộ kênh Hoa Lan Thiện Phượng bằng cách là ấn like và chia sẻ hộ, đăng ký kênh nhé. Ấn vào biểu tượng cái chuông á, là mỗi khi nhà em có một cái bài like nào mới á, thì các bác sẽ nhận được những cái clip mới nhất để sưu tầm những cái size cây, những cái size cây mới cả nhà nhé. Kênh Hoa Lan Thiện Phượng kính chúc cả nhà mạnh khỏe. Em xin tạm dừng ở đây ạ.